bạn nhìn thấy công đoạn số 2 là chúng ta sẽ luộc gan. Và cái gan luộc này nhớ đừng luộc vô trong cái nồi nước dùng. Nhiều bạn thấy đơn giản lắm, là cứ thấy nồi nước dùng thôi mình dục vô mình nấu luôn cho lẹ. Không được. Các bạn sẽ lấy một cái nồi, các bạn đặt lên bếp và các bạn bắt đầu luộc gan đi. Gan này luộc nhớ lưu ý là thời gian chúng ta luộc chỉ vừa chín tới thôi, chứ không có luộc chín quá, vì luộc chín quá gan nó sẽ bị cứng nha, nó không ngon. Cho nên bây giờ các bạn đặt một cái nồi lên nước lên bếp, các bạn cho khoảng nửa lít nước thôi. Vì cái lượng gan của mình sử dụng chỉ có 200g cho nên ít lắm. Cho nên cho nửa lít nước thôi. Nấu nước cho nó sôi đi, nêm một chút xíu muối. Khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình cho gan và mình luộc. Các bạn chỉ luộc cho nó sôi khoảng chừng 5 đến 10 phút là tối đa. Rồi các bạn bớt ra, ngâm cái gan nó vào nước lạnh ngay lập tức. Vì cái gan nó dễ bị đen lắm, cho nên luộc xong là lấy ra ngâm nước lạnh ngay. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu công đoạn luộc gan. Rồi tôi xin lỗi là Nhân cũng đã chuẩn bị cái gan luộc luôn cho các bạn rồi. Và cái ớt tươi chúng ta có đó, các bạn cho một chút xíu giấm vô với một chút xíu bột ngọt. Các bạn ngâm cái tỏi và cái ớt đó đi. Các bạn nhớ cái lượng tỏi và ớt chúng ta ngâm chỉ xăm xắp thôi, không có nhiều quá. Vì khi mà mình bán thì cái hũ mà tỏi ớt ngâm nó mình dọn lên cho khách luôn. Do đó ở đây là chúng ta có tỏi băm là 200g, ớt tươi chúng ta có 100g. Thì các bạn ngâm vào khoảng nửa với lại nửa chén giấm, tức là khoảng 200g giấm là vừa, với lại khoảng 3g bột ngọt với 3g bột ngọt. Chúng ta sử dụng 200g giấm và 3g bột ngọt, khuấy đều lên và chúng ta cho tỏi ớt vào chúng ta ngâm. Tỏi các bạn đừng ngâm hết nha các bạn, tỏi các bạn chừa lại để mình còn phi nữa, các bạn chỉ ngâm nửa phần tỏi thôi. Tỏi của chúng ta các bạn đang có là 200g, chúng ta chỉ ngâm 100g thôi, còn 100g chúng ta phi. Tỏi băm các bạn có 200g phải không? Các bạn lấy 50g thôi, 50g để ngâm thôi. Chừa lại 150 mình sẽ phi. Bây giờ các bạn đặt một cái chảo lên bếp, chúng ta qua đến giai đoạn số 5 là các bạn sẽ phi cái tỏi. Tỏi băm hiện nay chúng ta có 150g, hồi nãy 50g mình ngâm giấm rồi. Mình còn là 150g, các bạn đặt chảo lên bếp và các bạn cho dầu vào, chúng ta phi cái tỏi này. Lượng dầu chúng ta cho vào là khoảng 1 chén dầu nha. Tức là các bạn sẽ cho vào khoảng 200g dầu ăn. Và chúng ta phi với lại 150g tỏi. Chúng ta cân khoảng 200g dầu ăn. Hủ tiếu này á, các bạn trụng sơ qua nước, sau đó các bạn đem ra, các bạn rưới vào trong cái hủ tiếu này 1 muỗng canh dầu tỏi. Hiện nay chúng ta đã có cái dầu phi với tỏi á, chúng ta vớt cái xác ra để riêng. Chúng ta có cái nước dầu á, chúng ta lấy cái dầu tỏi đó nó sẽ rất là thơm. Các bạn sẽ rưới vô trong cái hủ tiếu, các bạn xốc lên cho nó đều. Và chúng ta chia ra, sau này chúng ta bán chúng ta sẽ chia ra định lượng này cho 4 tô nha. Xóc dầu tỏi xong mình để lên như vậy nó sẽ không bị dính cục lại. Rồi tiếp tục là phần thịt, phần gan. Các bạn vớt ra, các bạn ngâm nước lạnh. Kế đó chúng ta sắc lát mỏng, chúng ta bày sẵn ra dĩa nha. Sắc lát mỏng để chúng ta chuẩn bị ra một tô hủ tiếu. Trứng cút chúng ta cũng lột bỏ vỏ để sẵn. Nguyên liệu chúng ta kiểm tra lại nè, có nồi nước dùng, có tôm, thịt, gan. Chúng ta còn chưa có giai đoạn chưa xào thịt nữa. Các bạn đặt cái chảo lên bếp, hồi nãy xào xá bấu á, nãy xào củ cải muối á, chúng ta đặt cái chảo nó lên trở lại, chúng ta cho một ít dầu và chúng ta xào cái thịt xay đó luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ nêm gia vị vào là 3g muối, các bạn sửa lại trong định lượng giùm cho tôi. Chỗ này chúng ta có là chỗ xào thịt xay á, muối là 3g thôi. 3g muối, 3g đường, 3g bột ngọt, 2g tiêu và 3g dầu mè. Với cái lượng thịt xay của mình là 300g. Cho thịt vào xào, sau đó mình sẽ nêm muối, đường, bột ngọt, tiêu và dầu mè. Cái thịt xay nếu mà nó bị đặc, nó bị chắc quá đó, các bạn cho thêm vào một chút nước nha. Cho khoảng 2 muỗng canh nước vô cho nó mềm ra, lấy cái nước dùng nó rưới vô.
và mình sẽ nêm muối, đường, bột ngọt, tiêu, dầu mè. Các bạn nêm gia vị vào, thịt chín là tắt bếp, đừng nấu lâu quá, cái thịt nó bị khô, nó bị cứng thịt. Nếu bạn nào xào không kịp thì chúng ta bớt lửa. Rau cần và rau cái tầng ô á, các bạn để một lá, tức là vừa đủ cho cái tô định lượng, các bạn xếp vào cái tô luôn. Để khi chan nước dùng là trên đó một tô, một tí nam giang đầy đủ hết nguyên liệu luôn. Món này mình sẽ ăn kèm với giá, hẹ, salad, rau tầng ô, tức là cải cúc á, và rau cần tàu, mùi tàu. Thì em sẽ lấy cứ thuận mỗi thứ một chút vậy đó, em cho đầy đủ vào cái tô để khi lên cô không cần phải thêm thắt gì nữa hết. Cho nên là sau đó là các bạn bị nhát tay luôn và cho những cái nguyên liệu vô, khi các nguyên liệu không đầy đủ ở trong nồi là nó sẽ không lên vị. Cái vị của hủ tiếu Nam Vang phải có cái vị ngọt của cái xương và mùi tỏi phi phải nổi lên. Cái thứ hai là cái xá bấu sắp tới là tôi bỏ, nhưng mà thật sự là cái xá bấu đó nếu nấu đúng là các bạn phải cho luôn cái xá bấu đó nấu với nước lèo luôn, nó mới ra cái mùi của hủ tiếu Nam Giang. Còn ở đây mình đang làm theo cái kiểu là mình làm tạm thôi, là mình múc mình để vô cho nên nó không có cái hòa quyện với lại cái nước á, cho nên phần lớn là cái nước là không đạt yêu cầu. Các nhóm mà đạt yêu cầu về vị thì chỉ có hôm nay chỉ có nhóm 4 và nhóm 7 thôi. Nhóm 7 thì lên vị hủ tiếu Nam Vang nhưng thiếu vị mặn. Thiếu vị mặn là do lúc đẩy khi mà nếm cái phần thịt xay thì tôi thấy nó bị đậm quá, cho nên là tôi nói các bạn giảm lại, và tất cả các bạn giảm luôn cả xá bấu, giảm luôn cả thịt xay. Các nhóm hiện nay cái việc cân và nếm gia vị hiện nay nó đang không chính xác, cho nên là kể cả cái cách làm, tôi có nếm xá bấu của một cái nhóm nào đó như nhóm 4, cái xá bấu nó tự nhiên nó khô queo lại mà nó mặn chát à, trong khi đó cái xá bấu của nhóm 7 thì hoàn toàn không có mặn, không có bị khô giống vậy. Cho nên cái cách làm của cái món này hiện nay đang rất là bất ổn. Các bạn cố gắng để chúng ta gò lại cái món hủ tiếu Nam Giang này kỹ hơn một chút xíu nữa để nó ra đạt yêu cầu, và cái nước dùng hiện nay nó phần lớn là chưa đạt, các bạn làm phần lớn là nó còn bị nhạt quá và nó không lên mùi.